tiên tri tiết lộ chính xác 100% dấu hiệu vàng tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, được Phật trời độ mệnh, may mắn ùn ùn đổ xuống đầu, trúng số liên tiếp, làm một hưởng 10, đổi đời giàu nhanh chóng mặt, cuối năm ăn Tết linh đình. Nhâm Tý phận số quý cô, tương sanh tuổi mạng điểm tô cuộc đời, có tài nhưng phải gặp thời, quá nhiều cao vọng cơ ngơi khó bền, tuổi xuân vận hội chưa nên, đi vào chung vận may hên mới nhiều, công danh thành toại chớ kiêu, tạo thêm phước đức nạn tiêu lộc dồn, hậu vận gia đạo vinh phồn, gia đình sự nghiệp tử tôn đủ đầy, tuổi này có rủi có may, làm lành lánh giữ vững tay lái chèo. Vâng, thưa cô bác, tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, cổ nhân quan niệm rằng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, đã thấy được vận mệnh mỗi người là khác nhau. Tuy nhiên tính cách mỗi người cũng quyết định một phần số phận, có người sinh ra đã sướng, sướng từ trong trứng sướng ra, những tướng cả đời sống trong vinh hoa phú quý. Nhưng chỉ vì tính cách vô trương, tham lam, ham mê tửu sắc mà giàu trước khổ sau, thời trẻ vẻ vang, nhưng nửa đời còn lại càng già càng lụi bại cô độc, nghèo khổ nhục nhã. Theo luận giải mới nhất từ giới tiên tri tử vi, trong số 12 con giáp có tuổi Nhâm Tý sinh ra trong bần hàn, tuổi trẻ nghèo khổ, vận đen liên tục đeo bám, nhiều lần rơi vào bế tắc, những tưởng buông xuôi trước số phận, khổ cực cả đời, nhục nhã một kiếp, nhưng vì tính cách chân thực lương thiện và kiên nhẫn, nên từ năm 52 đến cuối là lúc tuổi Nhâm Tý đón nhận thiên mệnh đổi hoán sao rời. Chỉ cần cấm ba điều này là mọi khổ đau trong đời lập tức hoán thành phúc lộc, nốt phần đời còn lại tai qua nạn khỏi, hưởng phúc trời ban, an nhàn bên con cháu. Vậy vận trình của người tuổi Nhâm Tý 1972, theo luận giải mới nhất diễn biến ra sao, từ năm 52 đến 100 tuổi, cần lưu ý điều gì? Mời quý vị chiêm nghiệm ngay sau đây. Thưa quý cô bác tuổi Nhâm Tý thân mến, tính đến nay nhiều người cũng đã rơi vào độ tuổi 52 rồi nhỉ, ở độ tuổi này ngấp nghé độ tuổi bước sang tuổi già. Có những người thường đi du lịch đây đó tận hưởng hết tháng ngày còn lại của cuộc đời, tuy nhiên cũng có những hoàn cảnh khác thì không được như vậy. Nhiều anh chị than phiền rằng, ở cái độ tuổi này rồi còn thăng tiến trong sự nghiệp gì nữa, có anh chị bảo rằng thăng tiến sự nghiệp làm gì, khi già rồi chỉ chờ chết thôi. Nói vậy đâu ai muốn gần đến cái chết, cô bác biết không, ở ngoài kia không phải ai cũng có tiền để an nhàn hưởng thụ, có những người tuổi Nhâm Tý già yếu rồi đến gần tuổi nghỉ hưu, nhưng vẫn cố gắng tần tảo làm việc được đồng nào hay đồng ấy để trang trải cuộc sống này. Anh chị tuổi Nhâm Tý, anh chị đang có cuộc sống như thế nào rồi ạ? Mọi thứ vẫn thực sự ổn hay có bất ổn gì không? Anh chị có biết không, bước vào hậu vận cuộc đời là phong thái, khí chất, khí độ của một người. Đây là một dạng biểu hiện bên ngoài của thế giới nội tâm, là sức mạnh vô hình toát ra từ tổ hợp các tố chất của người đó. Giai đoạn này của cuộc đời người tuổi Nhâm Tý, nói năng từ tốn, giao tiếp lịch sự, xử thế hài hòa tự nhiên, thái độ sống ôn hòa không vội vàng, không lười biếng, khi không nên ra tay thì ngây ngô như tượng, khi cần đụng tay thì lại khiến người khác phải trố mắt kinh ngạc. Giai đoạn này luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao mới, làm cho người khác cảm thấy được đãi ngộ. Mệnh chủ giống như một cuốn sách hay, khiến cho người rung động tâm can, không cầu thả, nông nổi, bộc chộp. Bất kể đứng từ góc độ nào mà nhìn đều sẽ không cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được lợi ích vô cùng. Người tuổi Nhâm Tý nhìn bề ngoài thì thấy như hồ đồ, chỉ là họ không vì ham món lợi nhỏ mà mất đi khí tiết, trong tâm bảo trì vững nguyên tắc của mình, nhìn thì như hồ đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ, đại khí là loại nhường nhịn, lấy đức mà bao dung nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán, không dễ gì lấy tu dưỡng của chính mình, khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Những năm tháng hậu vận, người tuổi Nhâm Tý thích cuộc sống đạm bạc giản dị, coi tiền tài danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm nhìn nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Nhâm Tý chọn một cuộc đời thong dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lùi thì lùi, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững chí. Dẫu Thái Sơn đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc, ở hậu vận Nhâm Tý luôn chọn cho cảnh giới khác với những người xung quanh, chiến thắng bản thân tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người. Xét về khía cạnh sự nghiệp của tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Tử vi tuổi này cho thấy, tướng tinh nắm quyền, viễn cảnh sự nghiệp của người tuổi Nhâm Tý lạc quan. Một khi đã xác định được mục tiêu, người tuổi Nhâm Tý sẽ nỗ lực hết mình, dùng mọi cách để đạt được nó mà không than phiền mệt mỏi. Đây chính là yếu tố quyết định làm nên thành công ở họ. Người tuổi Nhâm Tý, độc lập, ham học hỏi, tính tình hòa nhã, thân thiện, trung thực, đáng tin. Trong công việc họ tỏ rõ mình là người có trí tuệ, có tài năng, sức sáng tạo cao, tầm nhìn xa trông rộng, khả năng quan sát tốt, tính cách linh hoạt, khả năng tùy cơ ứng biến khiến người tuổi này gặp nguy không sợ, gặp khó không lùi. Thêm vào đó,
trực giác nhạy bén và đầu óc kinh doanh khiến họ rất thích hợp để tự mình khởi nghiệp. Bước đầu chắc chắn sẽ khó khăn, nhưng nếu kiên trì tích lũy kinh nghiệm, chờ thời cơ thực hiện thì mọi sự sẽ thuận buồm xuôi gió. Họ thích hợp làm học giả, nhà soạn nhạc, nhà phê bình, diễn viên, chủ tiệm kinh doanh. Ngoài ra, trực giác nhạy bén của người tuổi Nhâm Tý rất hợp với những công việc mang tính nghệ thuật hay đòi hỏi sự tỉ mỉ, tinh xảo như quản lý sản phẩm, mỹ thuật, gia công hàng thủ công mỹ nghệ, quay phim, chụp ảnh nghệ thuật. Con giáp này không nên làm các công việc liên quan đến chính trị, công tác xã hội như cảnh sát, sĩ quan quân đội hoặc các công việc đòi hỏi tính quyết đoán, cương nghị. Về tài lộc chọn đời Nhâm Tý 1972. Được tài tinh cao chiếu, tử vi tài lộc của người tuổi Nhâm Tý hưng vượng, bản thân con giáp này được hưởng lộc trời ban, trong đời hiếm khi thiếu tiền. Tuy nhiên, tính tình lại quá phóng khoáng, tùy tiện, thiếu kiên trì nên họ lại lãng phí tiền của, tiền kiếm được nhiều, nhưng đến nhanh và đi cũng nhanh, vì thế học cách tiết kiệm là điều cần thiết ở con giáp này. Tử vi tuổi Nhâm Tý cho thấy, người tuổi này rất cần cù, nỗ lực, cũng rất cẩn trọng khi làm việc, với tiền bạc khả năng quản lý tài chính tốt. Có điều do dễ mềm lòng nên tuổi Tý hay bị người đời lừa gạt, họ có phần tự tin thái quá, do đó đôi lúc hành động sốc nổi, nghe theo lời dụ dỗ của người khác. Mặc dù cả đời không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc, song con giáp này nên tỉnh táo. Tiền bạc trong tay họ phần nhiều do tích cóp tiết kiệm mà nên, họ chỉ biết làm vậy để ổn định lâu dài mà không có kế hoạch đầu tư khoa học và hiệu quả, nên chỉ có lợi tức ít ỏi. Thời trẻ người này hay lãng phí, song sau khi kết hôn sẽ có nhiều biến chuyển tốt đẹp hơn. Hãy tìm những đối tác làm ăn là những con giáp hợp với tuổi của bạn. Đối với tuổi Nhâm Tý đó chính là Thân và Thìn. Đây là những vị quý nhân đem lại may mắn, tiền tài cho bạn. Sức khỏe chọn đời tuổi Nhâm Tý 1972. Người tuổi Nhâm Tý thường rất chung thủy trong tình yêu. Nếu đã thích một ai đó, người này sẽ chủ động theo đuổi. Tình cảm của họ dành cho đối phương cũng rất sâu nặng. Đã yêu ai thì sẽ nghiêm túc tính chuyện trăm năm. Họ luôn tự tin vào tình cảm của hai người, cố gắng hết sức để vun đắp cho tình yêu. Con giáp này có lòng tự tôn cao, nên không cho phép mình thể hiện sự đau khổ, buồn chán ra bên ngoài hoặc trước mặt người khác. Có tâm sự gì họ giấu kỹ trong lòng, rất ít khi thể hiện ra bên ngoài. Nam mạng tuổi Tý luôn nỗ lực để trở thành người chồng, người cha tốt. Những người này cũng rất hiểu biết và thấu hiểu người khác. Nữ mạng tuổi Tý có phần mơ mộng hay theo đuổi tình yêu xa vời. Họ luôn mong muốn sự bình đẳng giữa nam và nữ, cư xử có phần trẻ con với người mình yêu. Trong tử vi, Sửu và Tý tạo nên một góc lục hợp, do đó Sửu được gọi là lục hợp quý nhân của Tý. Tuổi Tý nên tìm đối tượng kết hôn cầm tinh con trâu để xây dựng hôn nhân bền vững tốt đẹp. Người tuổi Tý còn hợp với người tuổi Thân và tuổi Thìn, ba cung hoàng đạo này tạo thành một góc tam hợp, là những con giáp thích hợp để kết hôn của người tuổi Tý. Ngoài ra, đào hoa quý nhân của tuổi Tý là tuổi Dậu. Kết bạn với người tuổi Dậu, vận đào hoa của các chú chuột sẽ nở rộ. Về tình cảm gia đạo chọn đời Nhâm Tý 1972. Tử vi chọn đời tuổi Nhâm Tý cho thấy, người tuổi này bẩm sinh khả năng thích nghi với môi trường rất tốt. Họ luôn bừng bừng sức sống, sôi nổi nhiệt tình như vầng thái dương nhỏ chiếu sáng muôn nơi. Người này bình thường ít khi bệnh tật, song đã bệnh thì rất nghiêm trọng, rất lâu mới khỏi, nên đặc biệt chú ý tránh để bị trúng gió, đau dây thần kinh hoặc xương khớp. Mỗi khi cơ thể phát ra tín hiệu bất thường gì, đừng nên coi thường mà hãy để tâm và đi khám chữa ngay cho hiệu quả. Và bây giờ sẽ là mục được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó là vận trình tử vi năm mới 2024, tức tuổi Nhâm Tý 53 tuổi, và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn cho Nhâm Tý có một năm mới may mắn, bình an và giàu có. Sinh trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 2 năm 1972 đến ngày 2 tháng 2 năm 1973 dương lịch là những người thuộc tuổi Nhâm Tý. Cầm tinh con chuột, thiên can nhâm, kết hợp với địa chi Tý, có nghĩa là sơn thượng chi thử, chuột trên núi. Tuổi Nhâm Tý 1972, mệnh mộc, tang đố mộc, gỗ cây dâu, năm 2024 là năm Giáp Thìn, mệnh hỏa, năm tuổi 1972 là năm Nhâm Tý, mệnh mộc, dựa trên thuyết ngũ hành. Mộc sinh hỏa, nghĩa là năm tuổi tương sinh với năm 2024, thiên can nhâm, tương sinh với thiên can giáp, địa chi Tý tam hợp với địa chi Thìn, đều rất tốt. Đối với nam mạng Nhâm Tý, trong năm 2024 này, nam mạng Nhâm Tý có nhiều cơ hội may mắn hơn so với năm cũ, công việc sẽ đạt được nhiều kết quả tốt. Nếu mệnh chủ làm việc chăm chỉ, nỗ lực và có tinh thần cầu tiến, gia đạo và các mối quan hệ xung quanh cũng được hòa hợp êm ấm.
Tổng quan vận trình tử vi của nam Nhâm Tý, sinh năm 1972, năm Giáp Thìn sẽ gặp may mắn tốt lành. Điều này nhắc nhở bản mệnh luôn giữ sự khiêm tốn, làm gì cũng bình tĩnh và suy xét cẩn thận mỗi khi ra quyết định. Nếu được như vậy thì cuộc sống trong năm 2024 sẽ thuận buồm xuôi gió, cầu được ước thấy. Năm Giáp Thìn 2024 này, nam tuổi Tý 1972 sẽ gặp nhiều cơ hội tốt để phát triển công việc, là người đức độ, thành thật. Những mối quan hệ của Nhâm Tý nam mạng rất bền vững và luôn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của đồng nghiệp. Đôi lúc công việc đứng trước một số thử thách nhất định, nhưng nam Nhâm Tý vẫn không ngừng học hỏi, kiên trì làm việc. Nếu có được những thành quả nhất định, mệnh chủ hãy giữ thái độ khiêm tốn, biết ơn những người đã giúp đỡ mình. Sống trước sau như một thì mới được mọi người kính trọng, đúng với luân thường đạo lý. Năm 2024, tình hình tài chính của nam mạng tuổi Nhâm Tý rất tích cực. Mệnh chủ càng chăm chỉ nỗ lực trong công việc bao nhiêu thì sẽ càng có cơ hội tăng thu nhập bấy nhiêu. Dù vậy vẫn cần có sự tiết kiệm, quản lý chi tiêu chặt chẽ để tài chính dư giả sung túc. Ở độ tuổi 53, đa số nam tuổi Nhâm Tý hiểu được rằng tiết kiệm là điều quan trọng trong cuộc sống. Việc tiết kiệm sẽ giúp bản mệnh có khoản dự trù cho tương lai, phòng trường hợp cần chi tiêu về sức khỏe hoặc các khoản đầu tư tài chính. Trong năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của nam tuổi Nhâm Tý được hạnh phúc viên mãn, bản mệnh luôn tự trọng chính mình, hiểu được quyền lợi và nghĩa vụ bản thân, tôn trọng văn hóa, quan niệm sống của người khác. Vì thế nam tuổi Nhâm Tý có một gia đình êm ấm, hòa hợp. Bước sang độ tuổi này, mệnh chủ có nhiều thời gian hơn để quan tâm tới con cháu, các thành viên trong nhà là bậc cao niên đáng kính. Nhâm Tý nam mạng rất coi trọng việc giữ nề nếp gia phong, duy trì những truyền thống tốt đẹp của gia đình. Năm 2024 là thời điểm cần thiết để nam Nhâm Tý 1972 thay đổi cơ chế rèn luyện sức khỏe. Sức khỏe ở đây là cả thể chất lẫn tinh thần. Tập thể dục buổi sáng, ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc sẽ giữ được cơ thể an toàn, tránh bệnh tật, tinh thần lạc quan. Ít tức giận thì sẽ giúp năng lượng cơ thể mạnh mẽ, không sinh bệnh, đem lại sức khỏe tốt cho nam Nhâm Tý trong năm 2024 và về sau. Đối với nữ mạng Nhâm Tý, trong năm 2024 này, nữ mạng Nhâm Tý sẽ có nhiều may mắn về tài lộc và tình duyên. Nếu cải thiện phát triển bản thân, bản mệnh sẽ tiến bộ mỗi ngày. Trong năm này, mệnh chủ cũng có cơ duyên gặp gỡ được nhiều mối quan hệ tốt lành. Vận trình tử vi của nữ tuổi 1972, trong năm Giáp Thìn được hưởng nhiều thuận lợi, gặp nhiều cơ hội. Tuy vậy, mệnh chủ cũng nên giữ bản chất khiêm tốn, gặp chuyện tốt thì không quá chủ quan, hành sự cẩn trọng thì mới đạt được thành công. Năm Giáp Thìn 2024 này, nữ tuổi Tý 1972 có nhiều khởi sắc trong công việc, bản mệnh nhẫn nại, kiên cường trước mọi khó khăn thử thách thì sẽ đạt được thành công. Là người lý trí, độc lập, giỏi giang nên nữ mạng Nhâm Tý xây dựng được cho mình uy tín cao, có nhiều người vì nể và giúp đỡ. Khi công việc gặp vấn đề, nữ Nhâm Tý sẽ nắm bắt được cốt lõi và đơn giản hóa mọi thứ để giải quyết hiệu quả. Có được thành công, mệnh chủ cũng luôn tìm cách báo ơn, đối xử tốt với những người đã giúp đỡ mình. Chỉ cần giữ được phẩm cách tốt như vậy, sự nghiệp cả đời của bản mệnh sẽ đạt được lợi ích vững bền. Trong năm 2024, tình hình tài chính của nữ mạng tuổi Nhâm Tý có tiến triển tốt, tài lộc thu được dựa trên tư duy công việc năng động chăm chỉ và sự hợp tác tin cậy lẫn nhau với người có năng lực. Vì thế nên năm này, tiền bạc của nữ Nhâm Tý sẽ được dư giả. Ở tuổi 53, nữ mạng Nhâm Tý một số người còn đang đi làm và một số người đã nghỉ hưu về lo công việc nội trợ trong gia đình. Dù là đang ở vị trí nào, mệnh chủ cũng nên quản lý tốt tài chính cá nhân để luôn trong trạng thái chủ động. Sống cần kiệm sẽ tu dưỡng được bản thân, làm gương cho con cháu, tích phúc đức lâu dài. Trong năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của nữ tuổi Nhâm Tý êm ấm hạnh phúc, mệnh chủ nên giữ tâm tính tốt, luôn khoan dung rộng lượng với con cái và những người thân bên cạnh thì không khí gia đình sẽ luôn vui vẻ, hòa thuận. Những dịp gặp gỡ, những bữa cơm quây quần, những phút giây cùng nhau trò chuyện sẽ tạo thêm kỷ niệm gia đình ấm áp, tâm tình rộng rãi, rộng lượng hiểu cho lớp trẻ, đặt mình trong hoàn cảnh người khác để động viên từng nỗ lực dù là nhỏ nhất của người thân, sẽ giúp tình cảm gia đình ngày càng mặn nồng. Bước sang tuổi 53, nữ mạng Nhâm Tý nên ưu tiên sức khỏe của mình lên hàng đầu, quý trọng cơ thể, rèn luyện tâm tính điềm tĩnh, việc ăn uống phải điều hòa thì sẽ có lợi cho sức khỏe. Muốn nuôi dưỡng cơ thể tốt thì bản mệnh nên ngủ đủ giấc, sáng sớm dậy tập thể dục, ăn uống đầy đủ chất sẽ giúp tinh thần khoan khoái, khí huyết lưu thông. Năm 2024 là lúc thích hợp để nữ Nhâm Tý chú trọng vào việc dưỡng sinh, nuôi dưỡng sức khỏe về lâu về dài. Cách hóa giải vận hạn bằng phong thủy may mắn,
cho người tuổi Nhâm Tý 1972. 1. Chọn tuổi hợp với Nhâm Tý 1972. Tuổi hợp làm ăn với nam mạng Nhâm Tý. Nhâm Tý nam mạng nên chọn những tuổi này rất hợp cho sự làm ăn là Bính Thìn, Giáp Dần, Canh Thân. Những tuổi này làm ăn thì phát đạt vì hợp với Nhâm Tý. Lựa chọn vợ. Tuổi Nhâm Tý nếu lựa chọn được những tuổi này thì sống cao sang quyền quý. Đó là những tuổi Giáp Dần, Bính Thìn, Canh Thân, Quý Hợi, Canh Tuất. Những tuổi này rất hợp và tạo được hiền vinh. Những tuổi này kết hợp với Nhâm Tý chỉ tạo được cuộc sống trung bình mà thôi. Quý Sửu, Đinh Tỵ, Kỷ Mùi, Tân Hợi, Nhâm Tuất, Ất Sửu, Ất Tỵ. Tuổi Nhâm Tý nếu gặp phải những tuổi này thì cuộc sống rất bần tiện và cơ cực, Tân Dậu, Kỷ Dậu. Nhâm Tý sinh vào những tháng này có nhiều vợ, hay thường đau khổ về đàn bà, đó là những tháng 1, 3, 7, 11 và 12 âm lịch. Tuổi Đại Kỵ, Nhâm Tý đại kỵ với những tuổi này, Nhâm Tý, Ất Mão, Mậu Ngọ, Giáp Tý, Đinh Mão, Canh Mão và Bính Ngọ. Gặp những tuổi này thì sinh cảnh biệt ly hay tuyệt mạng về vấn đề làm ăn cũng như về lương duyên. Khi gặp phải những tuổi Kỵ như đã nói ở trên, thì tất cả công việc đều có thể bị rắc rối, phiền phức và thất bại, cần phải xem sao hạn để cúng kiếng và van vái Phật trời. Mỗi năm tuổi của bạn đều thay đổi vì sao, đó là luật tuần hoàn, ví dụ như năm Bính Ngọ, bạn gặp hạn Tam Kheo, sao La Hầu, trường hợp năm nào bạn gặp sao hạn thì phải cúng sao thế này. Tháng nào cũng được như thường thì nên cúng vào ngày 8 tháng Giêng, tháng 4, 8 và 12 âm lịch, đốt 9 ngọn đèn, 9 chén nước lã, lại về hướng Bắc thì được giải sao hạn ngay. Tuổi hợp làm ăn đối với nữ mạng Nhâm Tý. Nếu nữ tuổi Nhâm Tý có ý định kinh doanh, đầu tư hay làm bất cứ việc gì liên quan tới tiền bạc, thì những đối tác sau đây sẽ là một sự lựa chọn vô cùng lý tưởng. Đó là Giáp Dần, Bính Thìn và Canh Thân. Hợp tác với những người này, Nhâm Tý sẽ không phải lo lắng quá nhiều, bởi vì tất cả họ đều là những người rất chu toàn và cẩn thận. Lựa chọn chồng. Nên duyên với các con Giáp, Giáp Dần, Bính Thìn, Canh Thân, Canh Tuất, thì Nhâm Tý sẽ có một cuộc sống giàu sang tốt đẹp và nhiều may mắn. Nếu kết hôn với hai con Giáp, Giáp Dần, Bính Thìn, thì người chồng sẽ đem đến vận may về tài lộc cho người vợ. Cuộc sống công việc của bạn sẽ có những bước phát triển tốt đẹp, có vận may về tài chính. Nếu kết hôn với Canh Thân hay Canh Tuất, thì sẽ không phải lo lắng về vấn đề cơm áo gạo tiền. Cuộc sống luôn vui vẻ, hạnh phúc và an nhàn. Nên duyên với các tuổi Quý Sửu, Đinh Tỵ, Kỷ Mùi, Tân Hợi, thì bạn cũng chỉ có một cuộc sống đủ chi, đủ tiêu, gia đình khá hòa thuận và không có nhiều rắc rối nảy sinh. Nữ tuổi Nhâm Tý không nên kết hôn với Tân Dậu, Kỷ Dậu. Nếu họ kết hôn với một trong hai con Giáp này, thì cuộc sống có thể sẽ gặp nhiều điều không may mắn. Nữ tuổi Nhâm Tý cần tránh kết hôn vào các độ tuổi 20, 22, 26, 32, 34, 38 và 44 tuổi do không hợp bản mệnh. Tuổi Đại Kỵ. Nếu có ý định hợp tác kinh doanh hay nên duyên vợ chồng, thì nữ Nhâm Tý cần chú ý tránh những tuổi sau đây: Nhâm Tý, Ất Mão, Mậu Ngọ, Giáp Tý, Đinh Mão, Canh Ngọ, Bính Ngọ. Nếu hợp tác hay kết hôn sẽ không đem lại kết quả như ý muốn. 2. Màu sắc hợp mệnh với Nhâm Tý 1972. Nhâm Tý trong năm 2024 hợp màu xanh lục, xanh lá, màu thuộc hành mộc. Nhâm Tý 1972 mệnh mộc, hợp với các màu thuộc hành thủy và hành mộc. Riêng trong năm 2024, chủ mệnh hợp nhất với màu thuộc hành mộc vì những màu này tương hợp với mệnh hỏa của năm Giáp Thìn. Quý vị thân mến, cổ nhân đã khuyên dạy, vạn vật trên đời đều phải hun đúc, bồi dưỡng để có phẩm chất tốt đẹp hơn, con người cũng thế. Luôn phải từng giờ từng phút nhắc nhở bản thân tu dưỡng tâm tính, sống tích đức thành người cao quý tốt đẹp, khi ấy ắt sẽ được giàu sang hạnh phúc. 3. Phật độ mệnh của Nhâm Tý 1972. Trong năm 2024 này, nữ mạng tuổi Nhâm Tý muốn cầu bình an, sự tốt lành có thể sử dụng các vật phẩm phong thủy như mặt Phật bản mệnh, vòng tay trầm hương. Tuổi Tý 1972 được Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn hộ mệnh. Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn là vị Phật nghìn mắt nghìn tay, tượng trưng cho sự bao dung, bác ái, từ bi hỷ xả trong đạo Phật. Mệnh chủ nữ Nhâm Tý đeo bên mình mặt Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn sẽ cầu được tâm từ bi, khiêm hạ trí tuệ, hóa giải những đau khổ phiền não, luôn an lạc bình tâm trong cuộc sống. Nữ mạng 1972 mệnh mộc nên chọn mặt Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn đá thạch anh xanh tương hợp, hoặc mặt Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn đá núi lửa đen tương sinh thì sẽ rất tốt cho bản mệnh. Ngoài ra, mệnh chủ có thể cầu sức khỏe, tinh thần bình an bằng cách lựa chọn vòng tay hoặc chuỗi 108 hạt trầm hương.
Tinh dầu trầm hương trong đông y là hoạt chất rất tốt giúp trấn an tinh thần, đem đến nguồn năng lượng tích cực rất tốt cho người đeo. Quý vị thân mến, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, đứng bên kia sườn dốc cuộc đời, nhất định có ba đại kỵ nên đề phòng. Để vận trình còn lại bình an và hạnh phúc, thưa quý vị ở độ tuổi trung niên nên làm gì để bảo vệ sức khỏe? 1. Chăm sóc sức khỏe chủ động là gì? Chăm sóc sức khỏe chủ động giờ đây không chỉ dừng lại ở mức độ nên hay không nên, mà đó chính là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người đối với bản thân, gia đình và xã hội. Chỉ khi đưa sức khỏe trở thành ưu tiên hàng đầu, chúng ta mới có thể phòng ngừa được mầm mống gây bệnh tiềm ẩn và nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình. Vậy, cụ thể hơn chăm sóc sức khỏe chủ động là gì? Chăm sóc sức khỏe chủ động là khi cơ thể chúng ta khỏe mạnh bình thường và không có dấu hiệu của bệnh tật. Ta vẫn luôn quan tâm và giữ gìn sức khỏe một cách tốt nhất cho đến khi có bắt đầu dấu hiệu về những vấn đề sức khỏe như đau đầu, mệt mỏi, chán ăn. Chúng ta cần phải sáng suốt để nhận ra điều gì bất ổn trong cơ thể và chủ động thăm khám khi cần thiết, không phải đợi đến khi bệnh tiến triển nặng hơn. Chúng ta mới cuống cuồng đi tìm những liệu pháp điều trị tốt nhất, các loại thuốc đắt đỏ nhất với mong muốn chuộc lại cuộc sống bình thường. Một căn bệnh điển hình cho thấy tầm quan trọng của việc chủ động bảo vệ sức khỏe mà có lẽ ai cũng biết đó là bệnh ung thư. Trong giai đoạn đầu dấu hiệu của hầu hết các loại ung thư chỉ giống như những triệu chứng viêm nhiễm, cảm sốt thường ngày, nếu chủ quan xem nhẹ, thì chỉ cần sau vài tháng thôi, chúng ta có thể bỏ lỡ thời điểm vàng để điều trị hoặc thậm chí có thể bỏ lỡ cơ hội sống sót. 2. Tại sao phải chăm sóc sức khỏe chủ động? Bạn có thể tưởng tượng ra viễn cảnh 8 tiếng đi làm công ty, 16 tiếng còn lại thức chăm con ốm không? Bạn đã từng đến khuôn viên bệnh viện, từng thấy bao người đứng khóc lóc, gào thét tuyệt vọng trước cửa phòng cấp cứu chưa? Bạn đã từng thấy từ một người thanh niên khỏe mạnh mà sau một lần tai biến phải sống một đời sống thực vật chưa? Liệu bạn có thể chịu được tình cảnh mất mát này ập đến bất cứ lúc nào không? Đây chính là lời giải đáp chân thật nhất cho câu hỏi tại sao phải chăm sóc sức khỏe chủ động. Trên thực tế, tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu hay các vấn nạn về thực phẩm bẩn đang tạo điều kiện cho mầm mống bệnh tật phát triển mạnh mẽ và các bệnh hiểm nghèo, đại dịch có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Điều duy nhất mà chúng ta có thể làm để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình đó là chăm sóc sức khỏe chủ động. 3. Bí quyết chăm sóc sức khỏe chủ động cho gia đình. Khái niệm chăm sóc sức khỏe chủ động có thể rất nhiều người đã nghe qua, nhưng không phải ai cũng biết cần làm gì để chăm sóc sức khỏe chủ động. Dưới đây Kojia Maxin tổng hợp và chia sẻ một số bí quyết đơn giản giúp bạn chủ động chăm sóc sức khỏe gia đình, thiết lập lối sống lành mạnh từ hôm nay. Hãy bắt đầu chăm sóc sức khỏe chủ động bằng việc thiết lập một lối sống lành mạnh cho cả bản thân và gia đình, đảm bảo một chế độ ăn uống cân đối với các thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, tránh thức ăn nhanh và đồ uống có đường, thúc đẩy mọi người trong gia đình tham gia vào các hoạt động thể chất như tập thể dục, đi bộ, chơi thể thao để tăng cường sức khỏe. Sự dẻo dai, linh hoạt và thư giãn, giờ giấc nghỉ ngơi cũng vô cùng quan trọng. Hãy đảm bảo các thành viên trong gia đình bạn ngủ đủ 8 tiếng một ngày nhé. Kiểm tra sức khỏe định kỳ. Theo các chuyên gia khuyến cáo, mốc thời gian để kiểm tra sức khỏe định kỳ tốt nhất là 6 tháng, 1 năm một lần. Tuy nhiên khoảng thời gian này cũng có sự khác nhau tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, độ tuổi và tiền sử của bản thân cũng như gia đình mỗi người. Bên cạnh việc chú ý thời điểm nào nên khám sức khỏe định kỳ, thì các xét nghiệm chuyên biệt theo độ tuổi cũng cần được lưu tâm, ví dụ như 18, 30 tuổi, nên tập trung thăm khám và xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ cao như viêm gan C, viêm gan B, bệnh lây qua đường tình dục và kiểm tra sức khỏe sinh sản 30 đến 40 tuổi. Nên tập trung tầm soát bệnh lý có nguy cơ đến sớm như tiểu đường, gút, rối loạn lipid máu, tim mạch. Riêng nữ giới nên tầm soát thêm các bệnh ung thư phụ khoa, còn ở độ tuổi trung niên nên chú ý tầm soát bệnh xương khớp, tiểu đường, huyết áp, tim mạch cùng các bệnh ung thư phổ biến như ung thư phổi, ung thư vòm họng, ung thư dạ dày, ung thư gan. Quản lý stress cho cả gia đình. Hãy chủ động quản lý stress cho các thành viên trong gia đình bằng cách thực hiện các hoạt động thư giãn như yoga, thiền định cùng nhau, hay thậm chí đơn giản là dành thời gian chất lượng bên gia đình và người thân yêu, có thể là cùng nhau đi trồng cây, cùng nhau đọc sách, xem phim, chủ động bày tỏ sự quan tâm với người thân trong gia đình. Một điều quan trọng mà vô cùng hiệu quả trong quá trình xây dựng lối sống chăm sóc sức khỏe chủ động, đó là đừng ngại bày tỏ sự quan tâm tới sức khỏe người thân trong gia đình. Điều này không chỉ giúp tạo thói quen nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, mà còn giúp gắn kết yêu thương, bồi đắp đời sống tinh thần cho gia đình. Vâng, chương trình đến đây là hết. Một lần nữa kính chúc quý cô bác anh chị sức khỏe, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình.
Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong chương trình lần sau.